Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ để viết theo dàn bài hay là outline. Thì các bạn bấm vào cái nút viết theo dàn bài ha. Sau đó các bạn sẽ nhập từ khóa vào. Ví dụ như mình sẽ nhập từ khóa là cách câu cá tra, chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Sau đó mình sẽ bấm nhận đề xuất dàn bài từ AI. Thì lúc này AI sẽ phân tích cái cụm từ mà bạn đưa vào cũng như là ngôn ngữ để cho bạn một cái gợi ý dàn bài. Thì đây là cái gợi ý thôi, vì thế bạn sẽ coi những cái nào mà phù hợp với cái bài mà bạn viết á, thì bạn sẽ bấm nút add để thêm vào. Mình sẽ thử một số cái vào để cho các bạn thấy ha. Rồi sau khi mình add vào rồi á, thì mình thấy là cái dàn bài này giả sử là chưa chưa phù hợp lắm với cái yêu cầu của mình, thì mình sẽ thêm vào một số cái ý mà mình muốn AI viết. Ví dụ như là thêm vào cái thông tin cá tra là gì này, rồi kết luận này, và mình có thể yêu cầu AI viết theo cái tiêu đề mà mình muốn. Ví dụ như tiêu đề của mình là cách câu cá tra tại hồ dịch vụ và hồ tự nhiên, cách không hay lắm, mình sẽ đổi thành hướng dẫn đi để cho nó hấp dẫn hơn. Và trong cái bài của mình thì chưa có cái ý nào liên quan tới cái hồ dịch vụ và hồ tự nhiên, mình sẽ thêm ý vào ha, kỹ năng câu cá tra tại hồ dịch vụ, và copy xuống, lưu ý đi, rồi copy xuống hồ tự nhiên. Rồi thì đây là một cái dàn bài. Các bạn thấy là với một cái dàn bài như vậy thì AI sẽ tuân theo cái dàn bài này và sẽ tiến hành viết theo đúng cái dàn bài cũng như cái tiêu đề mà bạn cho. Rồi bấm next ha. Lúc này bạn thấy không, AI sẽ viết, bạn thấy cái tiêu đề không, y chang như cái tiêu đề mà bạn nhập vào, dưới là cái nội dung bài viết mà AI viết theo đúng cái sườn mà bạn cung cấp. Thì cái sườn này nếu mà bạn cung cấp sai á, thì có thể nó sẽ viết sai ha. Vì thế các bạn cần phải coi cái sườn này cho đúng và các bạn viết theo cái sườn mà bạn đưa vào thì AI sẽ viết. Thì chờ một chút nó viết xong. Nó viết xong thì bạn sẽ bấm vào nút next ha. Thì vào nút next này thì chúng ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh lại cái bài này. Mình sẽ tiến hành hiệu chỉnh, ví dụ như mình thấy cái chỗ mà câu cá tra tại hồ dịch vụ này nó khá là ngắn này, mình muốn nó chi tiết hơn, nó dài hơn, thì mình sẽ tiến hành bấm vào nút write more. Đó, thì mình bấm. Thì AI lúc này sẽ viết cái phần nội dung giải thích cho cái ý mà mình chọn. Thì cái việc mà AI viết này mình cũng phải xem là nó viết về cái gì ha. Ví dụ như mình đọc mình thấy là cái nội dung nó viết có thể chèn vào ở chỗ nào thì mình sẽ tiến hành mình chèn vào chỗ đó. Các bạn chờ một chút nó sẽ viết xong, viết rất là nhanh thôi. Mình thấy là nội dung có thể chèn ở chỗ này được này, thì mình sẽ tiến hành mình chèn vào ha. Mình bấm add to post. Đó, nó sẽ chèn vào, có format luôn cho bạn. Và mình muốn hiệu chỉnh như thì mình hiệu chỉnh. Bây giờ mình sẽ tìm thử một tấm hình để xem tấm hình nào phù hợp để bỏ vô bài của mình. Thì mình sẽ tìm một cái hình câu cá. Câu cá để coi hình nào đây. Ở đây đi. Đó. Đó. Và như vậy thì chỉ trong vài phút bạn đã có thể sử dụng công cụ để viết và cái bài của bạn. Các bạn có thể bấm nút public để đăng nó lên hoặc là bấm nút save để lưu lại cái bài này thôi. Hy vọng với cái hướng dẫn này thì bạn đã biết cách sử dụng AI để viết bài theo dàn bài của bạn.